Yeah. Bắt được rồi nha, hai đứa làm gì đây? Trời ơi, cả chú à? Không được, không được, đây, đây, đây cho mẹ, đây, đây cho mẹ. Trời ơi, cái gì để mẹ nấu chứ là sao mà con ăn được? Cả cái ca nữa. Đứng lên đây, đứng lên. Ừ, mang ra ngoài mẹ, nhanh. Này, còn ăn này, ẩn chay ra đây nữa chứ. Đó, để mẹ dọn ra này. Cắt này hết cà chua của mẹ rồi, cái này là để nấu không ăn được đâu. Đi bỏ lại cái chua vào đây cho mẹ nha, bỏ vào tủ đây cho mẹ đi. Bỏ cái chua vào tủ đi này, mẹ đi lấy cơm mẹ ăn. Bỏ vào này đó. Đi đây, cả hai đứa đi đây. Ngồi đây. Ngồi xuống. Cơm. Này kìa này. Con cho ca ăn cùng đấy nha. Con ăn cơm đi. Không, con ăn cơm đi. Này. Cơm dính này. Dính. Ăn đi nha, để mẹ dọn nha. Dính. mẹ xem nào. Sao con không lấy thì con cho con lấy thìa. Có thìa mà, ai đang cầm thìa mà. Rồi, con cầm thìa tay em lên này. Giỏi quá nhỉ. Mẹ lau miệng cho em nhá. Miệng cho em nhá. Tay dính này. Rồi. Rồi. Thế rồi. Bỏ lên bàn bếp cho mẹ. Đây đây, để mẹ dọn luôn nhá. Để cho đưa đây. Con muốn không đi, đưa đây để mẹ dọn lên nào. Chứ con mang đi đâu. Để mẹ mở cửa cho mà ngắm coi nha. Nha. Nhiều nữa. Đứng vào đây Kaka. Đứng lên. Đứng vào đây. Mua bài bài. Đây này, nhìn này. Nhớ cả này. khoảng đấy, từ từ đến này cắt, đến này cắt bộ để con mua tiếp nha. Này táo này, cà chua này, rồi bữa đồn là các bạn phải xem nào. Ồ, hết tiền rồi, để mẹ lấy tiền nữa này. Này, ra tiền này, bỏ vào đây nhá. Kaka lại rồi, bán hàng đi, đi đi. Đây, mẹ cho 5.000 nhá. Mua hộ cho mẹ một cái súp lơ nhá. Đó, đi lại mua mẹ một cái súp lơ lên. À, con mua được chứ mẹ đó. Giỏi. Đi lại mua cà rốt đi, với củ khoai tây này mẹ đi. Đây. Tiền đây nhá. Mua một củ khoai tây, một củ cà rốt cho mẹ nhá. Kaka lại bán hàng về đi. Giỏi nha. À, được rồi, xong rồi đó. Nè, cháu phải mua cái gì nữa không? Cắt làm đi. Mẹ. Đây để em cắt. Rồi, đi lại chơi với Kaka đi. Đi lại mà ăn bố. Bố. Hai đứa ngồi đây ăn nha. Để mẹ dọn nha. Ngồi im nữa nha. Để đi mẹ dọn ra sau đi ạ. Mẹ xem nào, cứ biết còn tiền không? Ồ, nhiều tiền chưa? Đứng đây mẹ xem nào. À, có còn nữa không? Còn nữa không? Mẹ xem. Ồ, hết rồi. Mẹ xem nào. Cho mẹ nhá. Cho mẹ tiền nhá, để mẹ mua kẹo cho hai đứa ăn. Em đưa ra. Rồi. Thôi nhá. Hết nhá. Đó. Mẹ dọn nó chưa xong này. Chị về. Chị về. Chị à, Kaka lại cứ quật này mà. Kaka. Ô, con đi xuống. Đi xuống mặt trời với đây em nhanh lên. Nhanh 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 nhanh. Đi xuống đây. Đi xuống. Rồi, đi lại chơi đi. Bừng thêm. Kaka. Con có uống sữa không? Con uống sữa, con đi xuống con lấy sữa đi. Lấy cho em một hộp sữa nữa, đi đi. Xuống lấy sữa cho mẹ. Con ở nhà chơi với em nha. Chơi đây rồi một tí rồi mẹ về nhá. Mẹ mua sữa rồi một tí mẹ về nhá. Cũng ở gần đây mà mẹ đi tí mẹ về thôi. Này, bé, bé, mẹ đi mua sữa nha. Bây giờ này mẹ nói này, mẹ đi mua sữa còn ở nhà con chơi với Kaka nhá. Mẹ đi một tí mẹ về cái quán nó ở gần đây mà, nha, nha. Vâng đi. Đúng rồi, ngoan quá. Thơm cạnh, thơm mạnh thế nào? Thơm thế nào? Không thơm mạnh nha. Rồi, ở đây chơi, ở đây chơi. Mẹ, để cái hộp lên đây luôn đi. Mẹ đi mẹ tí mẹ về. Ngồi im đó chơi nha. Này, hai đứa ở nhà nhá. Kaka đi lên nhá. Ồ, mày xem nào. Ồ, Kaka ở nhà. Mẹ bảo hai đứa ở nhà chơi ngon mà hai đứa bay như thế này à? Hả? Điểm này, lô hết rồi điểm này ra đó. Hai đứa ở nhà chơi ngoan quá nhỉ? Ngoan mà đúng là 7 là điểm của mẹ. Ừ, ừ. Thế là đứa nào đây trong hai đứa là làm hết nào lại đây mẹ, làm hết đây mẹ này, lồ hết điểm rồi. Đúng rồi, làm hết đi, làm hết lại đây. Đúng rồi, tiếp tục đi Kaka. Giỏi lắm. Nữa đi. Ừ, đúng rồi. Lại lấy này mẹ. Rồi Kaka xuống lấy cho mẹ đi nào. Đến nhà biếu chơi. Nói mẹ dặn là chơi ngoan rồi, thế mà lôi hết bím ra rồi đã đỏ là nghỉ. Kaka lại lấy nó đây cho mẹ nào, cá bé nó nào. Lại đây đi, nhanh đi. Ừ. Đúng rồi. Kaka lại lên đến nào. Kaka. Ôi em ôm hết rồi. Giỏi quá. Giỏi nha, đi đây nè. Ngang. Ừ, đúng rồi. Bốc hết đồ chơi bỏ vào đây mẹ luôn này. Bỏ hết đồ chơi vào đấy. Không chơi nó bỏ vào. Nhanh. Kaka nào. Không được. Làm hết đồ chơi vào cho mẹ đi. Cả hai đứa, nhanh lên. Đi xuống uống sữa nha. Bé ơi, xuống uống sữa nào. Đi, xuống uống sữa. Con cứ tuột xuống đây xem. Tuột xuống đây để đi uống sữa nào. Wow, đó mẹ mua sữa với mua cam đấy. Đi nào, lội phố này. Bé xuống đây. Đi xuống đây. Kaka xuống trước đi. Nào, Kaka nào, Kaka xuống đi. Rồi. Để mẹ bóc nha. Nào, Kaka từ từ đấy nha. Đây là quả gì? Con này. Con lấy từng muỗng một thôi. Ngọt mà. Ừ. Kéo ở đây không rớt nước này. Ừ, Kaka. Ngồi đây. Rồi, ngồi im nha. Ngọt đúng không? Ừ. Mẹ lấy sữa nha. Ừ. Ừ. Kệ Kaka đi. Ừ. Ăn hết đi đã. Kaka ăn hết đi. Kaka. À. Đó. này đó, lôi đi. Sao lại lôi ngược kì, rồi sao. Wow, này Kaka này, rồi ngồi im uống đi nha. Đây một bóc cho em nha. Đây của con đây, sắc đi. Rồi lắc lấy này. Con này. Ê, đúng vậy không? Không phải cháy sữa. Uống. Nứa này. Không ơi, này chiếc Kaka này. Cao quá nhỉ? Ừ, đúng rồi.